Cú Beckham sẽ đảm nhận ở vai trò tiền đạo phải và ở vị trí tiền vệ sẽ bị khuyết. Trong khi đó thì các đường lên bóng ở bên trái được thực hiện rất nhiều, nơi vị trí rất mát mẻ. Đó là một đường chuyền rất hay của đội trưởng. Nguy hiểm, không vào. Đó là cú ra chân của Tú Chùa, cú dứt điểm đầu tiên và dấu ấn đầu tiên của anh khi mà anh có mặt để thay thế Chu Thái Dương. Một lần nữa chúng ta cũng đã thấy về nhãn quan, với nhãn quan chiến thuật của đội trưởng Anh Hưng. Giải đấu SEA Games dưới thời của ông. Phối hợp cho hệ thống phòng ngự của đội Lao Phút Garden với cái đẳng cấp của mình, Quang Thành biết sẽ phải làm như thế nào để hỗ trợ cho những người anh em, những người đồng đội của mình. Một pha xoay sở rất hay của Tú Chùa. Tú Chùa ngay sau khi được tung vào sân để thay cho Thái Dương thì anh ta hoạt động cũng rất năng nổ. Thì các chàng trai đội bóng áo xanh chính là những người duy trì một trận thi đấu tốt. Tỷ lệ kiểm soát bóng theo thống kê của chúng tôi thì các chàng lại là Quang Thành. Duy Việt hy vọng rằng bàn thắng sẽ đến với các chàng trai đội bóng áo đỏ của chúng ta. Quá hay, đây là một pha lên bóng Tony Quốc. Ở phía bên trong là cầu thủ số 7. Như vậy là trọng tài. Lại là một pha lên bóng. Một pha sẽ nắt rất hay. Đây là Tony Quốc, qua được thủ thành Văn Nhân rồi. Tuy nhiên những tình huống che chắn bóng rất tốt của bộ đội Tú Chùa và Đông Hải.